Hello, xin các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Channel Tô Màu của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tô màu bức tranh hẹn cô gái vô cùng đáng yêu đang thảo sáng hai nha. Cùng tô màu với mình nhé. Mái tóc mình sẽ tô màu nâu.
bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình ảnh một bé gái đang tạo chụp ảnh đáng yêu là hai. Các bạn có thể tham khảo tô màu hôm nay mình tô màu nhá. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ xin chào.